Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái video clip này nói về cái máy chiếu của mình hiện đang sử dụng. Thì cái máy chiếu của mình như một số cái video mình cũng đã giới thiệu test này, cách làm này, cũng sâu hết các linh kiện cho các bạn xem rồi. Nhưng hôm nay mình cũng sẽ gom tổng hợp cũng như là sẽ cho các bạn xem cái một cái list linh kiện mà mình đã sử dụng cái làm nên cái máy chiếu này. Thứ nhất về cái ống kính thì mình sử dụng loại ống kính F195mm, loại cỡ lớn. Cái loại này thì cái đường kính, cái ống kính nó lớn khoảng 90mm thì nó sẽ cho độ sáng rất là cao. Và bộ thích neo có tiêu cự là F120mm và 185mm. Còn về phần LED thì mình sử dụng LED Hornady. Thì LED này mình đang dùng là 200W. Và với cái bộ nguồn 12V 16A. Thì với cái bộ nguồn này thì mình chỉnh xuống thì với cái đồng hồ đo khoảng 150 đến 60W, tức là 160W thôi. Mình sử dụng ở trong cái mức đấy thôi. Như các bạn thấy, mình đang chiếu ra khoảng 65 inch. Thì với cái khoảng cách máy mình đặt cách tường là khoảng 2m nên ra được 65 inch. Thì các bạn thấy trong môi trường ánh sáng ban ngày như thế này thì với cái 65 inch thì nó cũng sáng, xem cũng rất là ổn rồi. Thì như vậy các bạn thấy rằng là với cái máy với và ống kính, cái bộ linh kiện như thế này thì với 65 inch hoặc là hơn thế nữa thì cái trong cái điều kiện ánh sáng môi trường như thế này thì mình vẫn xem được bình thường, rất là tốt. Sơ qua các linh kiện mình đang sử dụng cho cái máy chiếu của mình và mình đã test trong cái môi trường ánh sáng khá là cao cho các bạn xem rồi. Thì anh em nào vẫn đang có cái niềm đam mê chế máy chiếu thì hãy ủng hộ mình một cách bấm đăng ký kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.